dấn thân vào con đường TikTok là Phương đã tự nhắc cho mình ba dây thần kinh nha, dây thần kinh ngại ngùng nè, dây thần kinh mắc cỡ nè, dây thần kinh dị nha. Và để mà bây giờ Phương phải gọi là sáng tạo hơn, năng động hơn để mà cho ra nhiều clip hot hơn nha. Sắp tới sẽ rất là nhiều clip hot và ý nghĩa nha cả nhà. Cả nhà xem mà thấy ok thì cả nhà cho like nè, tim nè và follow cho Phan Phương nha. Và hồi xưa đó là Facebook là để chơi, ngày nay Facebook là nơi kiếm tiền cả nhà ơi. Và cái TikTok này cũng như thế nha cả nhà. Bây giờ là chơi chơi thôi nhưng mà sau này nó sẽ là xu hướng. Mọi người thấy mà đây là cái kênh của mình nè. Khi mà một cái clip nào đó mà nó được gọi là được đề xuất thôi thì cái tin nhắn gọi là trên 2000 tin nhắn hỏi hàng như thế thì chúng ta có thể là chuyển đổi được cả ngàn đơn á cả nhà. Đó là chuyện trong tầm tay thôi. Nên nếu anh chị em nào mà chúng ta đã đang và chúng ta sẽ muốn tạo ra một cái kênh gọi là online ngon lành nha thì chúng ta đừng nên bỏ qua cái kênh TikTok này. Và đặc biệt là anh chị em nào mà chúng ta chưa có hoặc là chúng ta đã biết làm cái dấu follow kêu gọi như thế này thì cứ comment dưới cái video clip này một hình ảnh thì Phương sẽ gửi Phương sẽ làm miễn phí cho mỗi người một video clip và Phương sẽ gửi lại cho cả nhà nha. Để mà nói chung là gọi là một món quà cho cả nhà luôn, mỗi người một cái nha cả nhà. Nhớ là comment ở dưới cái video clip này chứ đừng có inbox riêng.